Sau đây thì mình sẽ nói đến cái chức năng trộn mã của khóa AB07B này của bên HomeKit. Thì để cho mọi người dễ hình dung nó như thế nào thì giờ mình thao tác thôi nha. Giờ mình sẽ vô nhà bằng mật mã 6 số đi. Thì 345890 là cái mật mã này mình đã tạo rồi nha. Đó, vừa mở và mình đi vô nhà. Rồi bây giờ kiểu như là mình không muốn cho những cái người xấu xung quanh mà người ta kiểu như là người ta lén quan sát mình á, cái mật mã 6 số của bên mình là gì á. Thì bây giờ mình có thể nhập một lúc, mình nhập những cái dãy số dài luôn, nhưng mà vẫn phải đảm bảo là mọi người phải nhập đúng cái mật khẩu của mọi người đã tạo. Thì bây giờ mình ví dụ như sau là bây giờ ban đầu thì mình nhập 3 số bất kỳ đi, mình nhập 1, 2, 3. Rồi đến cái bước này á, mình mới bắt đầu nhập 6 số mật khẩu đúng mà mình đã tạo thôi. Thì mình nhập là mình lại nha, 1, 2, 3. Rồi nhập đúng 6 số mình đã tạo là 345890. Đó, rồi sau đó mình lại tiếp tục nhập 3 số ngẫu nhiên bất kỳ luôn, 6, 7, 8, thăng. Thì lúc này á, cái khóa này nó vẫn nhận diện được đúng cái mật khẩu mình đã tạo, và mình có thể mở cửa đi vô nhà.